Xin chào Việt Nam. สวัสดีครับ. สวัสดีค่ะ. ยินดีที่รู้จักคุณ. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะครับ. Tới là người ta mình tới gọi là ca gì Sai Tài Mai hả? Sai Tài Mai, Sai Tài Mai gì á? Sai Tài Mai là cái bến xe ở miền Nam á mọi người. Có Hùa Hỉnh này đó, Hùa Hỉnh là cái biển cũng gần. Rồi cho đi đi là Kanchanaburi nhưng mà mấy đợt trước là đi Hùa Hỉnh là bằng xe lửa rồi. Đi xe lửa là 3 tiếng tới, ở đây nó có nhiều tỉnh lắm. Nãy quên nói là vé là bao nhiêu tiền, là 100 baht này nha mọi người, là khoảng 80.000 á, 80.000 Việt Nam mình đó. Đó. Chương trình banh đồ và dọn đồ. Banh đồ để lựa đồ đi ăn đi uống nè mọi người. Trước rồi chắc là để mai đi chơi sau đi. Ở đây người ta có chơi skateboard ha. May quá mình có đem theo anh đó, anh nhảy hip hop kìa. Trồng cây chuối ha. Ở đây nổi tiếng là mấy cái lúc chín, người ta gọi là bò viên chiên đồ đó mọi người. Đó còn cái đường ray xe lửa đây rất là nổi tiếng nha mọi người. Nổi tiếng là cái đường xe lửa chết chóc á. Hồi xưa là chiến tranh là hình như người Nhật làm cái đầu đường tàu lửa này để chạy chiến tranh rồi gì cho người Thái hay là gì á mọi người. Mấy cái lịch sử nói tầm bậy bạ không có được, cho nên là mình chỉ nói hình như thôi chứ hai bác biển cái chết mẹ luôn. Sợ làm YouTube cũng sợ chứ, nói mày mày đó đẹp chưa nè. Đó người ta lên đây chụp hình đó mọi người. Đó sao bị tối vậy ta. Đây còn cái đây là ven sông nè. Ở buổi chiều mai ra đây uống cà phê đây. Bây giờ đứng đi bộ ra đây coi trước à. Đẹp quá, là đây làm bộ hình cô gái đứng giữa đường, không phải dạng vừa đâu, dang hai chân ra. Đó, ăn uống mà. Đó, đẹp chưa nè, chơi này đó. Ở này nha, té này nha, té. Đây những cặp gia đình không đồ khẩu trang, thích quá, không đeo khẩu trang. Vô làm bà nhạc coi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xẻ đôi cánh, xẻ đôi cánh, hai bướm bay 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 vòng. Lát nữa chết chứ không có đem được tiền ta. Cho tiền nó rồi chứ, đứng hát từ từ để lấy tiền mọi người ạ. Thôi để lấy tiền mọi người ạ, không biết có tiền không ta. Từ từ con cháu nằm giữa xe lửa này, đường ra xe lửa đó, đường ra xe lửa đẹp chưa mọi người ơi. Tối quá hả? Nó bị tối, không có thấy đường, ngọn đèn ít quá. Đó, thấy khách tới rồi hả? Hồi nãy không có tiền. Giờ sao ta? Không có tiền, có 1.000 bạc à? Không lẽ cho 1 triệu hả ta? 800.000. Có chợ ở đây nè, đã cho nè. Trời ở đây đang mưa mọi người. Ta chè với bánh rồi ta. Quá trời luôn. Chè với bánh chè đậu đen rồi. Chè bánh gì đen thui vậy ta. Cái bí đỏ rồi ta. Không biết mua gì luôn á trời. Chè đậu đen. Cảm ơn. Cảm ơn.
30 bạt mua chè đầu này quá trời đồ luôn mọi người ơi, con ta mua gì đông quá trời luôn á, đông quá không dám lại đó. Mấy người nhìn quá trời tưởng siêu sao Hàn Quốc xuất hiện, ai ngờ là siêu sao Việt Nam. Nói giỡn đừng chém nha, người bình thường Việt Nam nha, nói giỡn cho cái clip nó vui thôi nha mọi người, chứ mình không có ý mình là siêu sao á. Đây mua 30 vô ăn cái này 40 bạn, còn có 40 vô đây ăn cái này, vô đây ngồi ăn cái gì bán 40 vậy ta, ghi tiếng gì vậy? Nó ghi tiếng gì nè, làm biếng đọc có đọc được nhưng mà làm biếng, giờ không lẽ đứng tiếng mới đọc ra nè ha. Ok đại chị với này thấy cái mới giòn giòn rồi chỉ vô đây, nó hỏi cho Thanh ý là ăn ở đây hả, nó ừ. Ủa cái đây nó có thêm cái gì nữa không? Nó có thêm cái da heo hả ta? Anh ấy mì thọt. À một léo hả? Ok anh ấy có đây. Một léo là hết rồi. Đó coi bà làm này nha. Coi bà làm phép này nha. Bà lấy mấy cái bọn ra. Xong bà cha dầu vô này nha. À bà thay cái ấy cho đẹp. Bà thấy quay video bà thay cái miếng cho đẹp. Ghê lắm, đã biết hết đó nha. Nó cười, mấy thằng nó cười. Ngồi đây đi, ngồi giữa cơn mưa. Trời đang mưa mọi người ơi, đang mưa nè. Bán gì thế tội vậy ta, quay lại mua cho ổng á, còn bán cái gì vậy ta. Anh đi thâu rồi hả? Ý xịt đó hả? Ừ. Anh ấy mượn cành hả gắp? Ừ. À, cuối. Anh ấy có đang mua cho ổng. Tự nhiên thấy ổng sách đâu có biết đâu. Bạn chung hả? Ở bên đường có massage nữa hả? Mai đi ra đây massage. Chắc rẻ lắm nè. Massage. Có massage với lại chè đồ này hả? Xôi xoài nè. Ở bên Thái hay ăn đậu hũ với lại mấy cái đồ. Hồi nãy mua bánh chỗ kia rồi. Bà đây thấy bà đây bán ngon không vậy ta? Hồi nãy thấy cái bà đây rồi mà do mua thêm cái này đi. Cái này ngon nè. Cái này ngon hơn rồi ta. Mua cái này rồi ta. Hình như cái bánh này bánh dứa nè hả? Anh ấy thâu rầy không? Trời, có cái bánh gì mà nó màu hồng, nó hồng mà hồng giống như là bỏ màu luôn á trời. Hồng lè luôn á. Mua một quá trời bánh luôn nè mọi người, bánh dừa rồi nè. Ở bên này nó làm gì màu xanh nếp hay vậy ta? Cái này là đường đen, đường nâu vậy không? Mua cái câu kìa có đen nhiều quá. Cái đen màu à. Một xanh hy vọng. Mưa mọi người ơi, vừa đi một mình giữa đường vừa tắm mưa. Cái chỗ này nó bán đồ ăn nhiều ghê. Mấy cái xe đẩy nè, để đồ lên rồi chở về nhà luôn. Có cái xe chở về nhà luôn. Chở nó rước nước rửa thâu rồi. Ngồi ăn nè mọi người. Đó. Trời ơi, cái quán nước trà sữa gì mà đẹp, màu trắng là mê rồi, vô mua liền nè mọi người. Mà biết gì mà rẻ ơi là rẻ, nó có 30 bạt à. Trà sữa gì mà ở dưới đây nó rẻ, 30 bạt là có 20 ngàn, có nhiều trời. Mà trà sữa best seller luôn á. Ở đây đẹp. Và giờ đêm mưa một mình, ngồi buồn như vậy nè. Đi giữa đêm, khách sạn,
ở đâu gần chỗ đây nè, đi giữa đêm như cơm ly trà sữa và cơn mưa đêm thật đẹp, buồn nhưng mà đẹp nha mọi người. Đó, thấy mưa không? Chú, cái bánh người ta nướng bự vậy nè, bánh rếp hay gì vậy ta? Mày mà ra hay anh ấy còn nè. Đây. Sen dây. Sen dây là cái cọng lớn nè. Còn sen led là cọng nhỏ giống như hủ tiếu ở Sài Gòn mình đó. Còn cái này là cái gì vậy? Ba xà thái ở đây. Anh này, mì khảo. Bami là giống tiếng Việt mình á. Bami là mì á. Cho nên thích ăn mực lắm, cho nên là ghé vô cái bè để ăn mực. Có huyết nữa, huyết giống như bún, bún riêu nè, ăn mực nè. Mực nó có cái loại mực màu màu đây. Đây là mực trắng. Ngồi để ăn thôi. Đây, phần hủ tiếu của Sunny đã ra rồi. Ngồi ăn giữa đêm mưa lạnh ở Canburi. Mắc cười chữ làm YouTube cũng lợi hại ghê á. Lợi hại là vì sao ý? Giống như khi mình quay á, nhiều người ta làm á, người ta thấy quay thì người ta tính móc tay không rồi. Xong người ta thấy quay á, người ta lấy cái găng tay người ta bóp, người ta ấy vô cho nó đẹp á. Xong Tony nói không sao đâu. Cứ tự nhiên đi không phải. Có nhiều người thấy quay phim người ta làm nó ấy hơn á. Người ta làm ngon hơn cho mình á, sạch hơn. Nhưng mà tôi là rất là dễ tính, ăn dơ sống lâu nha, không sao hết. Ăn thử nha mọi người. Ở bên Thái người ta hay ăn mấy cái bánh này lắm. Đó, nướng lên nóng. Đó, đó. Mua ít là 30 bạc đó, một hộp bịch 80 bạc đó. Cái này là trứng này hả, khay này hả? Khay cặp quản đó hả? Nắm tan đó hả? Cái này trứng với lại đường đó. Người ta làm thành cái cọng như này ở bên Thái hay ăn. 30 bạc nè, 20 ngàn á. Tối giờ ăn. Còn cái tiệm đây nó trưng bày cái cây đẹp quá ha. Cái tiệm nó trưng bày cái cây không có thấy đồ ăn đâu hết trơn à. Người ta muốn mua đồ ăn người ta cũng không biết đồ ăn là gì hết à. Nhưng mà đều trưng bày dễ thương. Đó, chỗ này là xe bus này ha. Kanchanaburi Bus Terminal này mọi người. Bus là cái chỗ này, là khách sạn kéo vali ra một mình là tới đây nè. Kiếm khách sạn là gần đây luôn, khỏi đi xa. Ở đây nó nhiều tiệm vàng ghê luôn. Lối bờ sen là 100% xôm nè. Mua cái này đi. Anh ấy tháo này không? 80 bạc. Ok, anh ấy ông anh ấy có đây. Há quanh là để tụi lành được 7-5 ngày. Há quanh. Ở trước mặt là sông á mọi người. Ở đây là river. Cái gì á, gọi là river gì á, tiếng Anh resort ở bên khu bên này nó là river. Nó có những cái nhà resort mình ở đó, người ta sẽ bị đi trúng mùa mưa, bị sai thời điểm, cho nên mọi người thấy nước sông nó đang lên không, những cái khu nhà này nó người ta bám chắc luôn, cho nên nước sông nó đang chảy mạnh mà không có bị gì hết. Đây gọi là resort ở khu này, là nhìn được ngắm sông cảnh núi đó mọi người. Mình sẽ vô review. Buổi sáng mưa lai bay nó có nét đẹp riêng của nó nha mọi người. Đó, khu resort nè. Đó, cảnh đẹp không mọi người? Cỏ cây. Ở trên kia nhìn nó làm mấy cái nhà này đẹp quá ha. Cái nhà này nè. Đó, cái nhà resort. Còn cái nhà này là nhà mé sông. Đó. Xin vô quay review chứ không có tiền ở khu này.
Để tiện vậy sao? Có mấy người, có mấy người chỉ kêu chứ, nói điêu với người ta xin là review là được ở miễn phí gì á mọi người, mà tôi đâu có nổi tiếng đâu mà tự nhiên xin đi xin vậy. Mình ở mình để mình trải nghiệm, mình review mình thích gì mình nói đó, chứ mình đi review mà mình nói bậy mẹ đâu có được. Còn mình ở mình bỏ tiền ra mình nói, mình cũng không cần phải quay cái tiệm của người ta tên gì, mình ở gì đó mình ở khơi khơi nó sướng hơn. Tự nhiên ở mà bắt không có đưa tiền nó cũng mệt lắm. Ủng hộ người ta cho dịch giết nè. Để mấy cái nhà này đẹp quá ta. Dịch giết thì mình cũng ủng hộ khách sạn khách ơ rồi chứ, người ta đã ế rồi mà còn xin ở ấy nữa. SA4 nè, gì S4A. Ôi mấy cái hoa màu tím tím đẹp quá. Đó, vô mấy cái nhà này review được không ta? Thì vô review thấy cặp đôi nè đó, đang mạng nồng nữa, cho nó quýnh một cái chua luôn. Quýnh cho thối tiếng, ok, bó hoa sen đẹp. Đó, cái hoa sen đẹp quá. Ôi đẹp ghê luôn á, cái màu đẹp quá trời nè. Phải làm một tấm hình mới được. Thôi để chụp sau, đây có cái xích đu. Mấy cái nhà này nó xây đẹp quá ha. Nhà sống ở Đà Lạt á, có mấy cái khu nhà này, kiểu kính luôn á, lồng kính đẹp lắm. Đây ra bờ sông. Ôi mưa càng lúc càng bự ta. Wow, cuối cùng cũng leo được qua cái cầu đó. Cái cầu đó leo qua được đây là mình nhìn thấy được cái view bờ sông rồi. Nhưng mà mình đi trúng mùa mưa cho nên nó sẽ là có một cái kiểu chiêm nghiệm khác đó. Mọi người thấy những cái nhà bên sông không? Đây là cái view sông. Khi mà mình sống ở Bangkok và các tỉnh khác nó nhộn nhịp quá thì người ta hay tìm về những cái nơi này để giải trí đó mọi người. Đứng bên sông và nhìn về sông, tìm về cội nguồn bờ sông rồi đó mọi người. Sông nó cũng có nét đẹp riêng của nó. Nó không có giống biển, cái màu nó nâu nâu. Thiệt ra cái màu nâu này nó cũng là, nhưng mà mình thích biển mà, nhưng mà mình đi về sông mình cũng thấy nó có cái khác. Đó là sông với núi nó hòa quyện là nó cũng đẹp theo cái kiểu riêng của nó. Ngồi bên ven sông lặng nhìn mây trôi xa cuối chân trời, chiều buồn nơi đây bóng ai đi nhạt nhòa dần. Đường xa anh đi, mỗi bước chân nghe bao niềm đau. Nhìn qua kia sông nhớ thương ai, lòng giận lòng chờ nhau. Đàn chim theo phương xa xôi mọi cánh chôn nào chờ ai, thầm mong bên kia nơi xưa vẫn nhớ thương ai. Mình đưa nhau đi qua bao nỗi nhớ, trái tim quay về. Đó là lý do vì sao mình không có thích sông á mọi người. Vì mỗi lần mình nhìn sông á, mình chỉ muốn hát cái bài hát này. Và mình thấy á, cái cô gái này á, cổ đi theo chồng mà cổ bỏ lại chàng trai bao nhiêu năm chờ đợi á. Cho nên mỗi lần mình nhìn sông mình thấy buồn lắm. Mà thật sự á, là đến cái resort này mình thấy mấy cái ngôi nhà á, mình càng thấy buồn hơn, bởi vì mình không có tiền mình thuê mấy cái resort này để mình review cho mọi người. Mình đến đây để mình quay clip ở bên ngoài vậy thôi đó trời. Rồi ở khách sạn rẻ để review khách sạn rẻ cho những ai mà không có cơ hội mà ở mấy cái resort, thì mình sẽ ở những cái chỗ rẻ như Johnny review nha. Còn cái resort này thì nếu ai có tiền thì cứ đến và review cho Quân xem. Chứ Quân chỉ đến ở review ở bên ngoài cái cảnh thôi, chứ không có tiền thuê ở bên trong. Nói giận giận mà thiệt sự là như vậy. Mọi người ơi, coi nhà đó đẹp thế nè. Mấy cái nhà ven sông á, những cặp yêu nhau thuê ở ngắm mưa, làm tình yêu thêm lãng mạn và gắn kết với nhau, vì sóng gió sẽ luôn vây quanh các tình yêu đúng không? Còn những người như mình thì không có lo sóng gió vây quanh tình yêu, nhưng mà sẽ cũng lo về những thứ khác.
Ta-da, mọi người có thấy gì không? Một đặc điểm nổi bật ở cái resort này và cũng như là nổi bật ở cái tỉnh Kanchanaburi này, đó là chính là cái đường sắt này nè. Cái view này là quá cực đẹp luôn. Ở cái resort này là ăn tiền cái view này. Có cái đài phun nước. Nó nổi tiếng là vì ngày xưa đó, lúc mà xây dựng cái đường sắt này đó, là khoảng 180.000 đến 250.000 khoảng đó đó, là công dân Đông Nam Á đó đã xây dựng cùng với 61.000 tù binh đó mọi người. Cái tù nhân á, mấy cái người ở trong tù là xây dựng cái đường sắt này, mà trong cái quá trình xây dựng thì có đến 90.000 người công dân và khoảng 12.000 tù nhân á, đã bị thiệt mạng vì cái xây dựng cái quá trình xây dựng đường sắt này nó khắc nghiệt đến mức độ mà nó khốc liệt, là cho cái số lượng người chết nó nhiều như vậy. Cho nên là cái đường sắt này có lẽ có tên là Death Rail Line, là cái đường sắt mà tử thần đó mọi người. Tại vì á là cái quá trình xây dựng nó nhiệt độ cao nè, lương thực thực phẩm và y tế thiếu thốn, cho nên là cái sự mà khốc liệt đó nó làm cho những cái yếu điểm là làm cho sức khỏe của con người cũng như là sự nhiễm trùng và không có y tế đó, cho nên là chết đến mức độ chết nhiều đến như vậy luôn á. Trong cái số người chết là 80% là đến từ công dân các nước Miến Điện và các nước gì đó, nhưng còn 20% còn lại á là đến từ các nước như là Mỹ, Hà Lan, Ấn Độ và gì á quên rồi đó. Nhiều đó quá hay luôn. Học nhiều đó mà tự nhiên được cái làm biến học anh đi review bắt học là lịch sử rồi, nhưng mà mình phải biết để mình nói cho mọi người biết, chứ nói mấy cái lịch sử mà nói tầm bậy tầm bạ đâu có được. Mọi người quay review mà nói tầm bậy là ăn ấy á đó. Ngồi bên kia sông, nhìn bên kia sông đẹp chưa nè. Hồi xưa là ngồi bên kia sông nhìn thấy người yêu mình đi cưới chồng, chứ giờ ngồi bên kia sông nhìn thấy resort đẹp quá trời luôn á. Quay cận cảnh cái đường sắt xe lửa tử thần cho mọi người coi nè. Đó, trên đây đã mất biết bao nhiêu mạng của các công dân cũng như các tù nhân ngày xưa đó. Đó, cái đường sắt này thấy nhìn nó cổ kính, nó rất là đẹp luôn á. Không phải Johnny đã đi ngay cái vòm ở ngoài rồi. Ở đây ai cúng con gà này ha, cúng con gà mà bị ai ăn á. Đó, đồ cúng ở ngay đường sắt xe lửa này, thấy không? Tới tận bây giờ người ta còn cúng á. Tự nhiên tôi đi quay mình tính cúng, người ta còn ớn da gà vậy chứ. Đó, cái đường sắt xe lửa này, tử thân này. Đó, tự nhiên thấy cái đồ cúng này muốn bỏ đi hết review luôn, đi gì à? Thôi đi gì à? Như đây đủ không? Mấy cái nhà thấp nè, đẹp chỗ này, nó có cái ô cửa sổ nhìn ra khung cảnh trước đây. Đó, mấy cái nhà ở trước thì là cái nhà ở trên sông, nhà nổi. Còn cái nhà ở trên đây thấy cũng đẹp ha. Nó thấp đẹp ghê. Có máy lạnh, máy ơ rồi đầy đủ. Xin vô review đâu có được đâu. Đâu có ở đâu xin. Mọi người coi tạm nha. Đó, cái nhà này nó mở cửa rồi nè. Thấy có cái ghế. Johnny đang đứng trên cây cầu sinh tử thần chết ở Kanchanaburi và view rất là đẹp luôn. Đang đứng giữa dòng người, mấy bạn Thái Lan đang quay phim, đang quay YouTube, cho nên mình có được ké cùng mấy bạn Thái Lan này. Mình đang đi giữa cái đường ray xe lửa mọi người. Đó đây nè. Đó, xe lửa sắp chạy tới đó, mình phải chạy nhanh qua tại vì cái đường này là để cho khách du lịch đi trên này và để thử cảm giác biết cái đường ray thần chết này như thế nào. Sợ quá, thôi chạy nhanh thôi. Giờ mình đi bộ trên đường ray xe lửa, mình thấy cái bờ núi này đẹp quá trời đẹp luôn nè. Đó, cái vách núi đó mọi người, cái vách núi ngay cái chỗ đường mình đi nè. Đó, ở trước ra ngoài cái đó là cái đường. Ra ngoài trước là cái đường, rồi qua được cái bên này là thành cái đường. Trời ơi, mọi người coi cái ở trước là tàu lửa đang chạy tới kìa.
Mọi người đang quay phim, đang like lên. Thấy không? Thấy tàu lửa không các mọi người? Tàu lửa đang chạy tới chứ. Sợ thì lần đầu tiên đứng cạnh cái tàu lửa luôn. Ai là đục con lộp leo. Mọi người thấy tàu lửa chạy không? Đó, có khách ở trên này. Ô, có mi lúc khá anh ý hả? Ồ. Đó, tàu lửa chạy. Sawadika. Mình đang chào mọi hành khách ở trên này. Ồ. Đó, chạy đoàn tàu lửa chạy. Ờ, có người chụp hình nữa. Đó, có hành khách. Rồi, thế là hết rồi. Đó. Trong hang, ở trong cái tàu nó có một cái đền nè mọi người, có tượng Phật đẹp quá trời luôn, người ta thấy đó, người ta đẹp quá trời luôn, hang động á mọi người. Đây, ở trong hang là vô đây là hết đường rồi. Ở trong đây có cái view để đứng ngắm hoài luôn mọi người ơi. Cái view nó có sương mù đẹp quá ha. Sương á. Mà thời tiết mưa nhưng mà nó vẫn đẹp nha mọi người. Cái đường sắt này thấy đẹp ghê luôn á. Nó cổ kính á. Cùng những cái view nhà đẹp ghê luôn. Sương mù và phay quanh. Cùng với bờ sông nè. Ô, bờ sông. Nước nó chảy á, nhanh đẹp quá. Hồi giờ không có thích sông. Nhìn sông là thấy sợ, nguy hiểm mà thấy cái cảnh ở đây nó đẹp. Ở đây nó có cái chuông. Gõ vô. Mấy cái khách sạn ở trên sông này mọi người. Quay gần cho mọi người thấy á. Chứ vô bên trong đâu có được. Mà nhìn cái nước nó chảy đẹp á mọi người. Cái nước ở trên sông nó chảy đẹp. Khí hậu ở đây ok quá. Mưa nhưng mà rất là ok luôn. Nó làm cho mọi thứ trong lành. Và cái sương mù rất là đẹp. Cảnh sông vào lúc 5 giờ chiều này mọi người. Ở bên này cái giờ này nó đang mưa. À, cái anh đang câu cá. Đó. Cái nước sông nó chảy đẹp quá ha. Nhìn nó cứ trôi. Giống như cuộc đời á. Cứ cuộc đời cứ trôi đi. Thời gian cũng cứ qua đi. Đây là căn phòng màu hồng. Rất là nhiều tầng nha mọi người. Đó, nói chung mình có thể mướn để mình nhóm bạn đó mọi người, để có toilet chung, riêng chung, mà rất là nhiều thứ mình có thể đi với nhóm bạn. Rồi ở trước khách sạn có mấy cái xe đạp cho mướn nè. Đây là xe máy nữa ha. Dễ thương quá ha. Xe màu xanh thích luôn. Bên kia đường này có cái gì vậy ta? Qua ăn sáng luôn rồi. Hôm nay ông bán cái gì vậy ta? Củi tiểu hả?
Cuối nè, tiểu. Cuối tiểu lúc 9 ở lúc 9 là cái bà viên á, hồ tiếu bà viên. Nâng khắp. Ở đây khắp. Cuối tiểu lúc 9. Mù nữa nữa. Ông hỏi bò hay là thịt heo á. Mọi người. Đó, ở trong này nó có menu nè. 40 bạc này, 30 bạc là cái gì vậy ta? Cái này là cái gì vậy? Anh ấy ăn rầy khắp. Hả? Cặp mù. À, mù á hả? Cặp mù. Đó. Hả? À, nước á hả? Cá thiếp á hả? Cá thiếp. Ừ, cá thiếp ở đây. Ở bên này nó hay uống cái nước cá thiếp. Cái ông này ông bán đồ ngon nè. Ở bên đây ít có thịt bò lắm, ông này ông bán có thịt bò ngon lắm, nhưng mà thịt bò ngon lắm. Đó, lấy ớt đồ bỏ vô nè mọi người. Ở đây nó sẽ có mấy cái lò này dễ thương quá ha. Mấy cái lò này là điện rồi hả? Nhưng mà để cái màu đẹp quá. Rồi má con chưa rán. Tô. Quán ở đây là tô nha mọi người. Mọi người thấy cái than nổi chưa này không? Xài chú tô. Ok. Cảm ơn ha. Ở đây người ta thích mèo hay sao hết chứ. Quán cà phê đây, quán cà phê mèo này mọi người. Ô, quán cà phê mèo đẹp chưa nè. Ô, nó nhìn mình nè. Ô, con mèo này đẹp quá. À, phải che lại bên đây đó. Mấy con mèo đẹp chưa nè. Ô, quán cà phê mèo. Ở đây người ta thích mèo ghê. Cat nè. Lazy Cat cà phê. Cà phê con mèo làm biếng. Ở đây nó làm cái bánh phô mai gì thấy ngon quá không? Thích ăn phô mai. Ở khu này nó thích, người ta thích ăn bánh. Khách sạn tập lúc 4 giờ sáng. Cái nước lọc này ra rất là sạch, lấy để nấu pha cà phê nè mọi người. Đi chợ mọi người ơi, chợ buổi sáng ở Kanachaburi. Thấy cái bánh này giống bánh căn, bánh khọt quá ha. Bánh này là bánh anh ấy ở đây gấp nôm hả? Hả? Khanom phốt hả? À phốt con đó hả? Con đó hả? Con đó hả? Khăn này mì ở đây gấp hả? Con niêm. Con hổ. Nưng hả? 15 cái 20 15 hả? ไม่เอาหนังตันครับคุณครับนะเท่าไหร่ครับ20 บาท50บาทมีจ่า1 บาทโอ้
quần áo 20 bạc, áo cũ mà ta. Roti màu đen mọi người. Vắng vẻ hơn. Nhớ khi xưa anh chờ em trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè. Tăng 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 tăng. Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu, dù như nắng đã làm má em thêm hồng, dù như mây đã bay tóc em. Đạp xe nơi sân trường, mắt ai thẹn thùng, áo trắng nghiêng nghiêng giờ nơi nào. Rất là thích cái quán cà phê này cho nên là hôm nay là lần thứ hai để tới đây, dù rất là xa nha mọi người. Tối nay sẽ ở lại coi cái nhạc, hôm bữa là không có ở coi cái nhạc được. Bây giờ cho nên sẽ đi vô đó coi cái nhạc đêm, nằm trên cái ghế và nhìn ca sĩ hát. Lần đầu tiên mà được nằm mà coi nghệ sĩ hát á trời. Cuộc sống mới tại một tỉnh mới, đó là Kananchaburi, bắt đầu và cũng như là kết thúc. Xin chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi và subscribe cho kênh YouTube.